Nhà vườn Thế Nam gửi lời chào các bác yêu cây. Hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2022. Thì trong video ngày hôm nay, nhà vườn em có báo giá cho các bác hai tác phẩm. Thứ nhất là bộ đôi xanh Nam Điền dáng trục huyền có giá là 27 triệu. Và một tác phẩm xanh dáng Lão Mai có giá là 26 triệu. Xin mời các bác theo dõi video của nhà vườn Thành Nam. Trước mắt các bác thì đây là một bộ đôi xanh Nam Điền dáng trục huyền. Thì bộ đôi này có chiều cao từ mặt chậu lên tới quả phúc bên trên là 2m2. Nếu tính cả chậu cả đôn là tầm 3m. Và tán rộng là 2m6 các bác nhá. Thì dòng xanh Nam Điền thì các bác cũng thấy trên video thì da vàng đồng, nhìn rất là sang trọng và rất là đẹp. Hiện tại thì bộ đôi này thì cũng đã được hoàn thiện, cho nên rất tiện cho các bác mới chơi về chăm sóc. Thì các bác chỉ việc cắt theo những cái tay bông, tay đĩa mà nhà vườn tạo tác sẵn. Thì các bác càng cắt dăm càng dày, cây càng đẹp và càng có giá trị. Bộ đôi này có giá là 27 triệu, 13 triệu 500 một cây, cả chậu, cả vận chuyển cho các bác. Các bác nhận đúng cây mới thanh toán. Bác nào ưng bộ đôi này thì hãy gọi trực tiếp luôn lên số điện thoại của nhà vườn em đang để trên góc màn hình, hoặc để lại số điện thoại, nhà vườn em sẽ trực tiếp liên hệ tư vấn hỗ trợ các bác. Sau đây xin mời các bác đến với tác phẩm tiếp theo. Thì trước mắt các bác đây là tác phẩm xanh dáng Lão Mai. Thì tác phẩm này cũng cực kỳ là già rồi. Tác phẩm này có chiều cao từ mặt chậu lên tới quả phúc bên trên là 2m và tán rộng là 2m rưỡi. Kích thước của chậu là 1m rưỡi x 2m các bác nhá. Thì riêng cái phần vanh gốc của tác phẩm thì nó cũng tầm khoảng 2m1. Các cái tay đòn của cây thì được đi cũng rất là kỹ. Và cây này cũng đã được hoàn thiện rồi, các bác mua về cũng chỉ việc về chơi thôi. Và đối với tác phẩm có tuổi đời tầm 40 năm tuổi thì chỉ có 26 triệu mà cả chậu cả vận chuyển về cho các bác chơi thì cũng rất là rẻ rồi các bác nhá. Bác nào ưng tác phẩm này thì gọi trực tiếp lên số điện thoại của nhà vườn em đang để trên góc màn hình, hoặc các bác muốn mua cả hai tác phẩm tiện vận chuyển thì nhà vườn em sẽ bớt các bác rất là nhiều các bác nhá. Và đối với những các bác ở xa như khu vực Tây Nguyên hoặc ở Nam Bộ thì nhà vườn em sẽ hỗ trợ chuyển lên xe tải cho các bác, và các bác có thể thuê xe cẩu và cẩu xuống. Các bác nhận đúng cây mới thanh toán. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của nhà vườn Thành Nam. Chúc các bác đang xem video thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.